kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Thơ Đức Thầy Bần Sĩ gửi Kỳ Vân Cư Sĩ do Kỳ Vân Cư Sĩ biên khảo như sau. Ít có bậc nào chọn thủy chung, khổ đau thử thách chẳng lạnh lùng, cứ vẫn ngay đường mà tiến bước, không màng thể xác được ung dung. Thầy biết nói gì với Kỳ Vân, trò nặng âu lo đủ trăm phần, lo cho bá tánh còn chờ đợi, vì chúng thầy nay khổ muôn phần kỳ vân cư sĩ hiểu thầy thôi, cũng có ít trò kiếng tâm soi, hiểu được lòng ta ôi rất quý. Thầy không xin sỏ chẳng mua đòi, thầy đang thèm khát chẳng ai cho, lắm của trần gian ăn chẳng no, khát khao tâm trí người sáng suốt, mà sao người mãi giấu bo bo. Ta chẳng xin gì của thế gian, xin tâm chất phác của đạo tràng, xin tấm thạnh tình lòng trung nghĩa, vững bền trí khí chẳng thở than. Kỳ vân thông hiểu ý của thầy chẳng có cợt đùa dở cùng hay. Bòn chen ao ạt ngoài sắc tướng, chỉ ở bên trong trí đủ đầy. Còn phút cuối cùng dáng kiềm chi. Trời long đất lở chẳng xá gì, vững chắc mái chèo cùng thầy tổ, kiểm tâm kiểm ý vẹn từng khi. Cho chẳng đòi gì ở thầy đâu. Hay hỏi hay xin luận đôi câu. Khuôn phép kỷ cương hằng chu đáo, ta nguyện trong đời tạc ghi sâu. Ngồi thanh tịnh biên bài trúc đạo, kỳ vân ơi tay thảo bút thơ Này mai sự thế đến giờ trở tay không kịp trần đời rối bèn. ta xuống thế lắm phen khổ đọa nào có gì quý giá đâu trò sớm chiều kinh kệ âu lo khuyên người mau bước lên đỏ ta đưa thầy bị khổ trò thừa kế khổ giúp chúng sanh thoát chỗ bể sầu vậy mà người có biết đâu tưởng ta lợi lạc lo âu của tài ta biết trước ngày mai đắm lụy nên mới kêu người trí quay về. Cuối màn đừng có lê thê. Trích sấm giảng thất Sơn Trang 60-62, đến Thiền tịnh Biểu Sơn, Sydney, Ấn Tống năm 2003. dã rời năm mẹo. Bần sĩ vô danh biết cơ trời, làm sao tránh khỏi kỳ vân ôi. Ba bên bốn phía đang vây phủ, trùng trùng điệp điệp đến không lơi. Rồi đây phong cảnh ôi thảm não, khắp trong hoàn vũ sẽ dã rời. Năm mẹo tiên tri của đức cậu bần sĩ vô danh, suy đời luận đảo trang 100, thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 1998. Sydney, ngày 9 tháng 11 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.